Lâu chưa các bạn, hôm nay là cả nhà mình đi chợ thì đây là quang cảnh ở trong nhà đi ra. Đi lên một cái dốc như thế này. Trời hôm nay tương đối nắng và nóng. Nhiệt độ cỡ 38 độ C. Xung quanh này có mấy cái nhà trắng trắng. Cái đoạn này có một cái stop sign. Để phải ở đây đi tiếp. Cái khu nhà này mà mình đang ở là khu nhà, cái này gọi là townhome. Townhome có nghĩa là nhà liền kề. Cũng là loại nhà cho người thu nhập vừa vừa. Thành phố mình đang ở hiện nay là Tennessee. Tennessee là một tiểu bang mà ở Trung Mỹ, có rất là nhiều cây cối vào mùa hè. Này, mình dãy trái. Cái đoạn đường ở trong nhà mình đi ra này rất là nhiều cây xanh đẹp. Bạn thấy có cái hàng cây, có ông đi bộ. Cái hai hàng cây này thẳng băng này là người ta trồng, còn phía 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 sâu phía trong là cái rừng nguyên sinh nó tự mọc. Này có một đoạn thế, trong ngõ đi ra đến đoạn đầu này đèn xanh đèn đỏ. À, Mỹ này có cái hai đèn đỏ là chỉ dừng lại thấy ok là được rẽ phải. Rẽ phải thì là đúng luật. Ở Việt Nam mà đèn đỏ rẽ phải vẫn phạm luật. Bên này đèn đỏ dừng lại, đèn đỏ coi như một cái biển stop thôi, dừng lại và được được rẽ phải. Đây là cái đoạn đường ở phía ngoài ngõ. À, trời hơi sáng, trời hơi nắng cho nên là để cái auto focus vào phía giữa màn hình nha, thỉnh thoảng nó cứ bị focus vào cái màn hình trung tâm. Cái xe hiện nay của mình đang đi, đang chạy là Audi A8 phiên bản long base L, động cơ 4.2 lít. Đường này giới hạn 45 mile thôi, cho nên chạy tối đa hơn khoảng cỡ 10 mile, 55 max. Chạy quá lên là dễ bị pull over, cảnh sát nó tuýt. Chỗ này tự nhiên nó lại làm thêm cái đèn xanh đèn đỏ này, đang đi lao dốc xuống lại có vẻ đạp phanh, rõ khó chịu. À, đang nói lại loại cái chuyện là ở bên Mỹ á, người ta sau đại dịch Covid thì đa số là người Mỹ là có xu hướng là làm việc tại nhà, working at home á. Cho nên là những cái tiểu bang ví dụ như Tennessee chỗ mình đang ở, người ta dọn về rất là đông, bởi vì nhà ở đây rất là rẻ, cỡ 300-400 ngàn là mua được cái nhà rồi, nhà 2-3 phòng ngủ, cho nên người ta dọn về đây rất là đông và người ta muốn làm việc từ nhà. Mà một trong những công việc làm việc từ nhà thích nhất, mình thích nhất đấy, cũng nhiều người Mỹ thích nhưng mà mình cũng thích là làm YouTube, cho nên là mình cũng hiện nay thì mình cũng vẫn phải đi làm nhưng mà mình rất là thích làm ở nhà. Để ấn cái màn hình này xuống để cho các bạn nhìn đường cho nó dễ coi. Mình rất là thích làm việc ở nhà cho nên là bây giờ phải tập trung làm YouTube nhiều. YouTube thì đơn giản lắm, nội dung gì cũng có người coi, nhưng mà để
Mình làm nhiều thì các bạn phải ấn nút subscribe nhiều vào. Thì mình có tiền thì mới đầu tư ngược vào làm YouTube nhiều. Thì làm YouTube thì mình cảm thấy rất là dễ thôi, cứ đã đặt camera ở tất cả mọi nơi mọi lúc và bấm nút record và sau đó là về upload lên YouTube thôi. Cái thằng Range Rover này đi vướng thế, sang luồng vượt nó cho cái con. Range Rover nhỏ Evoque. Thành phố mình đang đi qua này, bên này gọi là Mount Juliet, Mountain Juliet nhưng đọc tắt là Mount Juliet. Bên này bắt đầu có nhiều cờ Mỹ rồi. Hay có Burger King trái này, Dollar Tree. À cái trạm Goodyear này mình hay vào đây sửa lốp, mới thay hai quả lốp. Tại một cái thì bị vào gà mạnh quá, nó lồi một cục to như cái quả trứng gà ấy, còn một cái bị thủng hai lỗ, vá một lỗ để nguyên cái đinh ấy đi, thì có vài ngày phải bơm lên. Cái chỗ này có cái đèn đỏ nữa, dừng lại một cái rẽ phải là đúng, là ok đúng luật. Nói chung là cái đường nội đô ở bên này là cỡ 40 đến 45. Bọn này nó cho 45 mà speed limit. Chạy 50 hoặc 55 được. Từ là 55 mà cảnh sát nó pua vào nó vẫn phạt được, nhưng mà ai cũng chạy cả, nhưng không quan trọng. Cho nên là ít bị thổi. Bữa nay là cuối tháng 6 đầu tháng 7, sắp đầu sang đầu sang tháng 7 đây nè, dọc đường thấy có cái cờ cắm, cờ Mỹ cắm đầy sắp quốc khánh. Bên phải cạnh cột đèn có cái cờ tròn tròn 3 sao, đấy là cờ của tiểu bang Tennessee nên mình đang ở xanh. Mình cái xe Audi mình đang đi này cũ, xe cũ chạy xe chạy hơn 10 năm rồi nhưng mà đi vẫn còn êm, mặc dù mình để cái camera gắn vào trên cái kính nóc cho nên là hơi bị rung. Tính lúc nào có điều kiện thì chạy một vòng du du khám phá nước Mỹ, thì hết 50 tiểu bang. Làm YouTube là công việc thích nhất. Nhà cửa ở đây các bạn thấy rất là thưa thớt không? Này có cái nhà bên ngay bên góc phải, nhà công ở nhà ngói gạch á, cách một cái nhà thì một cái nhà khác rất là xa. Tiểu bang Tennessee hiện nay còn giá nhà còn tương đối rẻ nên dân các tiểu bang khác đắt đỏ rất là thích dọn về đây nhà. Cờ Mỹ chào khắp nơi và sắp quốc khánh.
Cái xe mình đang chạy nói chung là mặc dù là nó chạy hơn 10 năm rồi nhưng mà mình mua mới được hơn 6 tháng thôi, nhưng chạy còn rất là nuột, không có lỗi gì mấy. Có lỗi cái màn hình nhưng mà mình sửa được rồi, tháo hết cái nguyên cái bàn táp lô ra rồi đấu lại cái dây nguồn từ cái đồng hồ analog clock sang cái màn hình. Nhưng cái đồng hồ analog các bạn thấy đang 8:10 không chạy vì mình tháo dây nguồn ra rồi, tháo ra lắp vào cái màn hình. Tiểu bang này thì xe dân chạy rất là hiền, đi đúng luật. Còn một số tiểu bang khác Cali thứ xe lượn lượn lờ như Việt Nam luôn. Tất nhiên là không đến nỗi sang ruộng bượt, không đến nỗi sang sang luồng đối diện xong lại cụp vào bên phải một cái như ở Việt Nam, nhưng mà nói chung là dân chạy xe dữ dằn hơn. Đường xá ở tiểu bang này tương đối sạch sẽ, chắc là có người đi gom rác hay là xe rác. Bên trái này có cái chỗ tập gym, mình hay tập gym ở chỗ này. Giờ cái đường này đi qua nhìn cái biển. Mùa mùa hè này cây rất là tươi tốt xanh, tại vì ở tiểu bang này mưa tương đối nhiều, mỗi lần mưa rào thì cũng cũng rào rào như ở Việt Nam ấy. Thằng xanh thì tự nhiên lại dừng lại. Dạy sang luồng bạn nhớ hướng trái, nhớ hướng phải. Chỗ này ở bên hai bên đường tương đối nhà cửa san sát, mà mấy cái nhà mà ở sát đường này nó dễ được turn lên commercial lắm, tức là nhà ở nhưng mà được được quyền biến nó thành cơ sở kinh doanh. À bây giờ mình đang chuyển sang thích xe truck, anh cái xe truck màu đen đen bên phải này. Nhìn chung rất là tiện, có cái trunk đằng sau rộng, lần chuyển nhà chuyển đồ thì dinh nguyên cái tủ lạnh hoặc máy giặt máy sấy để đấy chạy. Và vẫn có 4-5 chỗ ngồi trong khoang như bình thường, cho nên là rất là hữu dụng, đặc biệt ở Mỹ dân Mỹ rất là chuộng. Thì mình cũng rất là thích, đặc biệt hướng tới là thích có cái con xe Ford F-150 của Ford, gọi là phiên bản Lightning chạy điện, mình rất là thích. À, hiện nay thì đang chạy Audi cho nên là cũng chưa có nhu cầu đổi. Nói chung đang chạy Audi mà đổi các xe khác rất là khó, bởi vì là xe của mình rất là nuột, êm chạy nuột, giá rẻ nữa. Xe này mình mua trả góp, tiền down có 3.000, mỗi tháng trả 250, giá rất là mềm. Thằng xe trắng, cái truck tự nhiên vượt lên.
Qua đèn xanh đèn đỏ này là đến Providence, là cái chỗ trung tâm mua sắm có cái Best Buy. Còn phía bên tay phải này là đường đường freeway. Mấy cái đoạn đường xung quanh nhà mình thạo rồi, cho nên là không không cần chạy bản đồ, nhưng còn đi xa xa tí vào trung tâm đường nó còn ngoèo là có phải bật bản đồ lên. Chỗ này mình sẽ trái sang Best Buy, đèn hơi vàng rồi, thôi đi cố. Chỗ này có Red Lobster này các bạn, đây là O'Shea, hai cái tiệm ăn của Mỹ mình rất là thích. Thằng xe Honda CRV trước mặt mình đắt như quỷ, không hiểu sao người ta có thích đi. Nội thất rồi xong rắn chết, mắc lắm, bốn mấy ngàn mà đi đâu có bằng Audi đâu. Xoay rẽ trái, thấy Best Buy, tới Best Buy. Đi vào Best Buy này lấy hai cái hộp đồ máy này. Một cái nướng waffle với cả cái nướng bánh mì. Khu này là khu Providence, rất là nhiều chỗ mua sắm. Best Buy thì cũng rất là thích nhiều đồ điện tử, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy tính, điện thoại, tai nghe, đủ thứ luôn. Mình vào đây tí xong rồi sang chợ. Chợ nông trường. Chuối ở chợ này. Nghe ngô. Có cái chuối xanh nhìn ngon này. Nè, ăn cái chuối này đi. Các loại ớt. Quả su su nó lại nấm rồi. Này bên này nó gọi là durian, tự nhiên lại quên tiếng Việt là cái gì rồi. Đây là gạo nếp này các bạn, gạo nếp cái loại bông hồng nó rất là ngon nha. Tận 11 đồng một bịch này cơ. Nhưng mà loại này rất là ngon và thơm. Đây rất là nhiều gạo nha, đủ các loại. Thịnh hành nhất là loại gạo ba cô gái. Bắt đầu nha. Ôi giống ấy thế. Đâu bố ấy giống ấy thế. Bố ấy giống ấy.
sale là bán furniture là đồ nội thất. Đồ gì? Nội thất. Đây dây chưa? Đấy mẹ quên. Nguyên tắc là bước vào xe là phải phải cài trước. Rồi mới làm gì làm. Đơn giản thế mà.